Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện biến thể phụ JN.1 của COVID-19. Lạm dụng thuốc chứa corticoid và thuốc không rõ nguồn gốc điều trị xương khớp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Viêm mắt do dị ứng thời tiết. Đó là những nội dung chính trong tạp chí Y tế và Sức khỏe cộng đồng của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 89 phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặt mục tiêu tới năm 2045, Việt Nam có hệ thống y tế hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến. Theo đó, mục tiêu của chiến lược là mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực. Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, bảo đảm an ninh y tế, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng, phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu, đặc biệt là nhân lực cho y tế cơ sở, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo. Chiến lược cũng đặt ra đến năm 2045, hệ thống y tế phát triển hiện đại, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, đạt bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, biến thể JN.1 là một biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm và là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Biến thể phụ JN.1 được phát hiện ở 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhập viện điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 12 năm 2023. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, việc giao lưu đi lại sẽ tăng cao. Ngành y tế đánh giá nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do COVID-19 là hiện hữu. Và để đề phòng COVID-19, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Tình hình bệnh hô hấp đang diễn biến phức tạp cùng cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về một dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần COVID-19. Vì vậy, các địa phương phải tăng cường nâng chất lượng hệ thống y tế cơ sở, không được lơ là trong công tác phòng chống dịch. Chuyển sang một nội dung khác, corticoid là một nội tiết tố do hai tuyến thượng thận bài tiết vào bên trong máu. Corticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch và điều trị thay thế. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc, thuốc có chứa corticoid mà không tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ, dẫn đến những biến chứng về rối loạn chuyển hóa, xương khớp và có thể tử vong. 10 năm sống chung với bệnh gút, bệnh nhân này đã phụ thuộc vào corticoid rất nhiều. Gần đây, bệnh nhân thường sử dụng thêm thuốc đông y không rõ nguồn gốc để điều trị vấn đề xương khớp của mình, nhưng không thấy thuyên giảm mà bệnh ngày càng trở nặng. Sốt cao trên 40 độ, tụt huyết áp, cơ thể mệt mỏi khiến sức khỏe của bệnh nhân ngày càng suy kiệt. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện Bạch Mai để thăm khám. Qua quá trình hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa, suy tuyến thượng thận, đái tháo đường. Mỗi lần đau là ông hay ra ngoài hiệu mua thuốc ấy, thì là có dùng giảm đau Meron. Dùng thì nó giảm đau được luôn, thế nhưng mà tình hình bệnh thì nó không thuyên giảm. Và càng ngày nó càng trở nặng hơn. Hiện tại thì bệnh nhân cũng vào viện với tình trạng là đang phụ thuộc corticoid rất là nhiều, có hội chứng cất sinh và kèm theo một loạt các bệnh chuyển hóa như là tăng huyết áp, đái tháo đường. Sử dụng corticoid liều cao trong một thời gian dài sẽ làm ức chế sự phát triển xương và sụn, dẫn tới chậm phát triển chiều cao, thấp còi ở trẻ em. Đối với người trưởng thành, gây ra loãng xương và mất xương. Có khoảng 30-50% bệnh nhân sử dụng corticoid liều cao bị gãy xương mà không có chấn thương. Trong kinh nghiệm lâm sàng cũng như thực hành chúng tôi thấy được thì phần lớn các cái bệnh nhân sử dụng các cái thuốc nam rồi thuốc không rõ nguồn gốc thì có một tỷ lệ rất là lớn các bệnh nhân này bị các cái triệu chứng bệnh, các biến chứng mà giống hệt như cái việc mà người bệnh lạm dụng glucocorticoid là một cái thuốc mà có tác dụng giảm đau chống viêm rất là tốt nhưng lại có rất nhiều các biến chứng, các cái tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí là các biến chứng và tác dụng phụ nguy hiểm đối với sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Và vì thế mà các cái bệnh nhân mà sau khi tự đi tìm hiểu các cái nguồn thông tin để chẩn đoán và điều trị các cái bệnh cơ xương khớp và cơ xương khớp tự miễn thì đến với chúng tôi thường ở giai đoạn muộn và đã có rất nhiều các biến chứng, các cái tác dụng phụ của glucocorticoid như là hội chứng Cushing, như là đái tháo đường, như là tăng huyết áp, như là nhiễm trùng. Bác sĩ khuyến cáo khi gặp các vấn đề về xương khớp, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và có phác đồ điều trị kịp thời. Không nên tự ý điều trị tại nhà, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe cho người bệnh. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các cơ quan chỉ đạo các cơ sở khám bệnh thực hiện tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Theo đó, các cơ sở y tế tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Đối với trường hợp bệnh nhân trái tuyến, trái chuyên khoa, các cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển bệnh nhân đi cơ sở y tế khác. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế có phương án đối phó với tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra, có cảnh báo người dân về các nguy cơ tai nạn hay gặp ngày Tết như tai nạn dẫm đạp tại các điểm du lịch tập trung đông người, tai nạn giao thông do rượu bia pháo nổ. Tết Nguyên đán năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa với 9 trận địa bắn tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp. Để đáp ứng nhu cầu y tế phục vụ, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 392, phân công các điểm trực cấp cứu. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội phân công 9 bệnh viện trực tại 9 điểm bắn tầm cao, 7 trung tâm y tế các quận và 16 bệnh viện trực tại 23 điểm bắn tầm thấp. Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng thu dung cấp cứu làm tốt công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán, duy trì trực đầy đủ theo quy chế chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để dự phòng, tiếp nhận điều trị người bệnh. Mọi trường hợp xảy ra sự việc bất thường cần báo cáo ngay về đường dây nóng của Sở Y tế 024-39-985-765. Trung tâm Máu Quốc gia cần khoảng 120.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh thành và cung ứng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiện khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng thiếu máu, nên mỗi tuần, Trung tâm Máu Quốc gia vẫn cung cấp khoảng 1.000 đơn vị máu cho các cơ sở y tế tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Cần Thơ mới khắc phục được thiếu sinh phẩm, hóa chất nhưng chưa đấu thầu được quà tặng cho người hiến máu và tiếp tục có công văn gửi Trung tâm Máu Quốc gia đề nghị hỗ trợ cung cấp máu đến tháng 3 năm 2024. Để bảo đảm cho cấp cứu và điều trị trong dịp Tết, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân hãy đến các điểm hiến máu cố định để hiến máu, đặc biệt người có nhóm máu O, A vì đây là hai nhóm máu có nguy cơ thiếu. Trong những ngày gần đây, đợt rét đậm rét hại đã khiến lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng nhanh, đặc biệt là bệnh nhi và bệnh đột quỵ. Các bác sĩ cảnh báo số lượng bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Bạch Mai, số lượng trẻ thăm khám nhập viện điều trị trong những ngày này tăng hơn so với trước đó khoảng 20%. Nhiều bệnh nhi do bố mẹ chủ quan nên khi nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, thậm chí là rất nặng, sốt cao, co giật. Còn tại trung tâm đột quỵ, số lượng bệnh nhân nhập viện mỗi ngày lên tới hơn 50 người. Đa phần các bệnh nhân đều đến trong tình trạng nặng, hôn mê sâu, liệt nặng, trong đó tỷ lệ bệnh nhân dưới 40 tuổi cũng gia tăng. Vào những ngày trời lạnh, dễ bị hạ thân nhiệt, khiến tim phải làm việc nhiều hơn để giữ ấm. Điều này làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở những người vốn có sẵn yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, hút thuốc lá. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo cần giữ ấm cơ thể, không được để nhiễm lạnh đột ngột, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Thông thường, bệnh dị ứng thời tiết thường xảy ra với da, tai, mũi, họng. Tuy nhiên, với mắt dị ứng gây đỏ, ngứa mắt khiến người bệnh rất khó chịu và ảnh hưởng nghiêm trọng tới học tập và làm việc. Bệnh nhân bị dị ứng gây đỏ, ngứa mắt cách đây 2 năm và sang năm nay, số lần dị ứng đã tăng lên 3 lần từ đầu mùa đông. Và thời gian điều trị một lần kéo dài cả chục ngày. Điều đặc biệt, mắt ngứa, bệnh nhân thường dụi mắt, khiến tình trạng viêm kết mạc ngày càng trở nặng. Từ đó, mọi sinh hoạt và làm việc của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nó khó chịu, nó ngứa, xong bắt đầu nó rụi, nó đỏ bừng lên, xong nó sưng hết cả hai mắt, nó rất là khó chịu. Mình cảm giác mình không làm được cái gì nữa. Và mệt mỏi lắm. Nó căng thẳng mà nó cũng làm cho mình, nó gây cho mình cái stress lên ấy. Và cũng gây nóng tính hơn một chút. Dị ứng ngoài da thì nhiều khi nó không, nó gây khó chịu ở ngoài da thôi, nhưng mà đối với mắt ấy thì bệnh nhân rất là ngứa, ngứa mắt mà nhiều khi là cứ bảo tôi phải rụi liên tục, toát cả mắt ra, nhưng mà và không rụi thì không chịu được, và cộng thêm sau khi rụi thì nó lại đỏ và nó gây nên những cái bệnh kèm theo khác. Vì khi mình rụi thì có thể những cái vấn đề là nó sẽ tổn thương ở trên bề mặt mắt và sẽ dễ dẫn đến dễ có những cái bội nhiễm về vi khuẩn hoặc là virus hay là nấm. Viêm mắt dị ứng thường gặp vào thời điểm giao mùa, chuyển từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, kèm theo mưa, độ ẩm cao, môi trường sinh hoạt và làm việc kém vệ sinh. Bệnh thường xảy ra khi mắt tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố gây dị ứng, còn gọi là dị nguyên. Khi đó hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ xác định đó là các tác nhân gây hại và sản xuất các kháng thể để chống lại dị nguyên. Các chất đi đến các tế bào miễn dịch và giải phóng các hóa chất trung gian gây ra các biểu hiện khi dị ứng của cơ thể như đỏ, ngứa mắt, chảy nước mắt. Hiện tại trong cái vấn đề điều trị, đặc biệt là dùng corticoid, rất nhiều bệnh nhân đã tự ra hiệu thuốc và tự mua những cái thuốc giỏ mắt, nó có chế phẩm corticoid. Giỏ một cái thì có thể đỡ ngay, đỡ đỏ, đỡ ngứa, và thường là làm cho bệnh nhân một cảm giác là rất là dễ chịu. Nhưng mà với cái thuốc như thế mà không có theo chỉ định của bác sĩ, mình dùng nó rất dây nên cái nhiều cái hệ quả rất là đáng tiếc, đặc biệt là cái gây nên cái bệnh thiên hồ thống. Và rất nhiều bệnh nhân đã để mù rồi bắt đầu mới bị phát hiện ra là đôi khi cái ngứa mắt thì nó lại không gây nên cái bệnh nguy hiểm cho mắt, không gây nên mù, nhưng mà dùng thuốc vào thì nó lại gây nên cái hệ quả mà mình lại không thể lường trước được. Bệnh viêm mắt dị ứng thời tiết xuất hiện khá phổ biến, nhưng rất khó để có thể tìm ra chất gây dị ứng để loại bỏ. Người bệnh cần đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị, tránh tự ý sử dụng thuốc dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Viêm mắt dị ứng thời tiết tuy không phải là bệnh lý nghiêm trọng, nhưng có thể gây biến chứng nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời. Quy định phân tuyến chuyên môn, chuyển tuyến và giấy chuyển tuyến đảm bảo cân đối và bền vững hệ thống khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua vẫn còn tình trạng bất cập trong thực hiện giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, dẫn đến cơ chế xin cho khiến nhiều người bệnh bức xúc. Mắc nhiều bệnh mãn tính từ nhiều năm nay, nhưng bệnh nhân này vẫn duy trì khám và điều trị định kỳ tại nơi đăng ký ban đầu. Thế nhưng khi bệnh đã chuyển biến nặng hơn như xơ gan giai đoạn 4, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tĩnh mạch, ông có mong muốn chuyển lên tuyến trên thì lại gặp quá nhiều khó khăn, phiền hà. Tôi đã gặp phải trường hợp là khi tôi nằm viện khoảng một tuần, người ta không phát hiện ra bệnh của tôi, xin tất cả các thủ tục rất mất thời gian. Cơ chế xin cho và giữ chân bệnh nhân là thực trạng xảy ra tại nhiều cơ sở y tế hiện nay. Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh nặng luôn bức xúc khi chuyển tuyến. Xong cái đợt điều trị mình lên để mình xin cái giấy sang khám lại bên bệnh viện ca thì bên bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì người ta bảo là ở đây cơ sở này bây giờ người ta giữ lại, người ta theo dõi, nếu mà bệnh mà tiến triển nó xấu đi thì họ mới chuyển sang. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia đã đề xuất bỏ giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh gây phiền toái, mất thời gian và mệt mỏi cho nhiều người bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi bệnh nhân đổ dồn lên tuyến trung ương chỉ để khám chữa bệnh sẽ mất thời gian chờ đợi, tốn kém, thậm chí gây quá tải các bệnh viện trung ương cũng không đủ sức để thực hiện, chưa kể đến việc sẽ gây ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu hai cái hướng. Nếu như vì yêu cầu chuyên môn mà không chuyển mà để ảnh hưởng đến cái quyền lợi ích của người bệnh, thậm chí là có thể gây tai biến cho người bệnh, thì cơ sở phải chịu trách nhiệm và tương ứng với đó thì sẽ rà soát các cái quy định về chế tài kỷ luật, chế tài xử lý vi phạm hành chính, có thể là đình chỉ hoạt động hoặc là có những cái biện pháp xử lý đối với cái cơ sở đó. Để xóa bỏ cơ chế xin cho giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, từ ngày 1 tháng 4 tới đây,
cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển tuyến điện tử, thực hiện trên hệ thống kết nối dữ liệu liên thông như đang áp dụng giám định bảo hiểm y tế. Điều này cũng sẽ tránh tình trạng giữ người bệnh gây phiền hà, sẽ có các quy định chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm của cơ sở y tế với sức khỏe người bệnh, chịu trách nhiệm chuyên môn, trong đó quy định trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh. Trong phần tiếp theo, biến chứng khó sửa từ nâng mũi cấu trúc. Giữ mắt sáng sống an vui. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng kỹ thuật nâng mũi như đặt nâng mũi cấu trúc, sử dụng chất liệu nhân tạo hoặc lấy sụn sườn là kỹ thuật đơn giản nên họ thường dễ quyết định thực hiện ở các phòng khám spa, thậm chí làm dạo tại nhà mà không quan tâm tới điều kiện thực hiện, thủ thuật và giấy phép hành nghề của các bác sĩ. Không ít người đã phải gánh hậu quả nặng nề vì tin vào những lời quảng cáo có cánh của những nơi làm thủ thuật. Sau nửa năm uống liên tục các đơn thuốc kháng sinh được kê từ một spa để điều trị tình trạng sưng tấy và rò rỉ nước ở phần đầu mũi, bệnh nhân chưa đầy 20 tuổi này đã hết hy vọng về khả năng phục hồi trở lại của mũi. Sau một năm nâng mũi cấu trúc và cấy sụn đầu mũi, tình trạng đầu mũi bị viêm và rò rỉ mới xảy ra. Vì vậy, khi quay lại nơi thực hiện thủ thuật, spa này không nhận trách nhiệm và đổ lỗi cho bệnh nhân. Tình trạng viêm ngày càng nặng, bệnh nhân phải nhập Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị. Mấy tháng trước thì cháu kiểu ngủ dậy phát, cháu ấy kiểu nó sưng đỏ lên, ấy, sưng tấy lên. Thế là cháu mới bảo mẹ là báo cho bên thẩm mỹ. Thì người ta cứ bảo là kiểu do mình va chạm ở đâu ấy, tại vì 2 năm không thể nó sưng được. Nhưng mà cháu thì biết là không có va chạm thì cháu chỉ ngủ dậy phát, cháu thấy nó sưng lên thôi. Thế là người ta cũng kê thuốc, kê liên tục thì uống liên tục trong cái đợt thuốc đấy thì nó ngừng phát là nó lại sưng nên là cứ uống thuốc liên tục vậy ạ. Thì sau này chỗ thủng này nó sẽ là một cái sẹo, bản chất nó vẫn là sẹo. Khi nó hết viêm, nó khỏi nó vẫn là sẹo. Cho nên rằng là dù sau này mình có làm lại mũi thì có thể cái sẹo đấy nó vẫn ảnh hưởng một phần đến cái thẩm mỹ của cháu. Nên là đây là một cái tình trạng mà mình có thể, cái việc đánh giá cái việc viêm ấy là nó chưa được hoàn toàn chính xác lắm. Nếu như mình xác định nó viêm từ đầu mình uống thuốc không khỏi một đợt thì có thể xử lý luôn thì nó đỡ bị phá ra chỗ này. Còn đây là mình để kéo dài quá, thành ra mình uống thuốc nó không khỏi được, cái viêm nó vẫn tiến triển và nó lại làm hỏng mất cái da đầu mũi. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường xuyên tiếp nhận những ca tai biến và phần lớn bệnh nhân chỉ đến viện khi có sự cố xảy ra. Vì vậy, dù có nuối tiếc vì chọn nhầm địa chỉ thực hiện thì mũi của bệnh nhân đã không thể trở lại như ban đầu. Hiện tượng đầu mũi bóng đỏ và lộ sống, thậm chí là thủng sau 1 tới 2 năm nâng mũi là do chất liệu độn quá cứng, không tương thích với cơ thể, hoặc da đầu mũi mỏng không đủ để hỗ trợ sụn, dẫn đến hiện tượng tụt sụn và thủng đầu mũi. Quan trọng nhất là sau khi mình tháo xong thì cái mũi nó như thế nào thì cái đấy cũng là vấn đề phải quyết định nhận. Thế còn với cháu thì có thể mình tháo đơn thuần, rồi sau đấy 6 tháng mình xem xét mũi nó ổn định, mình có thể làm lại cũng được. Còn cũng có thể nếu mà mình có một cái giải pháp để cho hạn chế cái tình trạng nó bị co rút, bị thay đổi quá nhiều cái mũi sau tháo, thì người ta tháo và người ta ghép cái chung bì mỡ luôn. Thì cũng là một giải pháp để nó hạn chế cái biến dạng sau khi mình tháo mũi thôi. Chứ còn cái chung bì mỡ nó không phải là chất liệu để mình tạo được cái sống mũi tốt, mũi đẹp. Với tình trạng thủng đầu mũi của bệnh nhân này thì việc giải quyết chống viêm, chống nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng là quan trọng hàng đầu và bắt buộc bệnh nhân phải tháo phần độn sống mũi. Chắc chắn sẽ để lại sẹo phần thủng đầu mũi. Mới ở tuổi 20, từ một khuôn mặt với các đường nét đẹp tự nhiên, giờ đây bỗng trở thành khiếm khuyết. Điều này sẽ để lại những sang chấn về tâm lý suốt cả cuộc đời của bệnh nhân. Thưa quý vị, nhu cầu nâng mũi làm đẹp ngày càng gia tăng do mong muốn cải thiện vẻ ngoài, giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế đã xảy ra không ít trường hợp đáng tiếc do nâng mũi tại cơ sở không uy tín, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trong tương lai. Phóng viên truyền hình VOV đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thu Hải, trưởng đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ và laser công nghệ cao, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên của kênh truyền hình VOV. Thưa bác sĩ, không ít chị em cho rằng nâng mũi là một cái thủ thuật nó rất là đơn giản và họ không quan tâm nhiều tới nơi thực hiện và những cái kỹ thuật thực hiện. Vậy thì với cái việc mà nâng mũi thì nó có để lại những cái biến chứng hay không, và thường là biến chứng như thế nào? Nâng mũi thì nó là một cái phẫu thuật can thiệp và với các bác sĩ chuyên môn chúng tôi thì không có cái gì phẫu thuật nào là đơn giản cả. Và tất cả phải đều đảm bảo về tính an toàn trong khi phẫu thuật từ một cái can thiệp nhỏ nhất trên cơ thể con người. Tuy nhiên đối với cái phẫu thuật với đặc tính đặc thù cấu trúc của người châu Á thì có cái sống mũi thấp, thì cái việc mà thay đổi làm nâng cao cái sống mũi để cải thiện về hình thể mũi cũng là một cái thủ thuật nhu cầu chính đáng của chị em và cũng có thể thực hiện được để cải thiện về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên thì với tôi quan niệm là chúng ta vẫn nên đến các cơ sở y tế và với được thực hiện dưới các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện những cái phẫu thuật thủ thuật y khoa, mà kể cả thực hiện vào tại các cơ sở y tế thì cũng còn những cái tai biến rủi ro nhất định xảy ra với các cái phẫu thuật này, vì đây là một cái phẫu thuật có chất liệu độn, thì ngoài những cái rủi ro thông thường của một cái phẫu thuật thì sẽ kèm theo những cái rủi ro của cái chất liệu. Do vậy khi mà thực hiện ở các cơ sở bên ngoài thì các cái biến chứng chúng tôi hay gặp nhất đấy là những cái nhiễm trùng, viêm nhiễm, và thứ hai nữa là cái về phần chất liệu nguồn gốc không rõ xuất xứ và có phải là chất liệu y tế được phép cấy vào trong cơ thể hay không, nên nó sẽ dẫn đến những cái tai biến như vậy. Còn nếu những trường hợp thì với tai biến mũi của cái lâu dài thì có thể có những chất liệu viêm dò và lộ chất liệu thì cái đấy cũng có thể xảy ra. Nhưng nếu khi các bạn được thăm khám, những cái nguy cơ có thể xảy ra như vậy được thăm khám bởi các bác sĩ, mình được tư vấn và xử trí đúng cách thì những cái tác hại của cái việc nâng mũi thì là giảm thiểu tối đa và không đáng kể. Thưa bác sĩ, một trong những cái giải pháp cho cái việc nâng mũi đó là sử dụng chất liệu tự thân, đặc biệt là sụn. Vậy thì sụn có phải là một cái giải pháp an toàn tuyệt đối trong cái việc mà giữ cái hình dáng đẹp của cái khuôn mũi chúng ta đã làm về lâu về dài hay không? Chất liệu tự thân thì nó có những cái ưu điểm, đó là độ tương thích thì nó tương đối cao vì của sẽ được thực hiện là chất liệu của các bệnh nhân, trên các bệnh nhân. Tuy nhiên chất liệu tự thân thì nó cũng có những cái nhược điểm nhất định, là độ ổn định và vững bền về mặt hình thái thì nó cũng không phải là cái thuận lợi, vì có những cái đặc tính về sống mũi chúng tôi yêu cầu đó là đủ về khối lượng cũng như là về mặt hình thể, gọt tỉa nó sẽ phụ thuộc khác nhau, và cái chất biến đổi và cái những cái chất liệu tự thân thì khi mà mình lấy ra khỏi cái vị trí ban đầu và cấy ghép vị trí khác thì về mặt sinh học nó có thể thay đổi, những cái đấy thì cũng không thể lường đánh giá được hết tất cả các cái việc về mặt tính thẩm mỹ đạt được cao. Tuy nhiên thì với các tính chất liệu tự thân thì ngành về trong lĩnh vực y tế thì cũng rất nhiều nhà khoa học đã sáng kiến cải tiến về mặt kỹ thuật để làm giảm thiểu những cái tác dụng mà không mong muốn. Đó là ví dụ chúng tôi bây giờ sẽ không còn sử dụng sụn sườn theo thanh nữa, và chúng tôi sẽ kết hợp làm nhỏ, gọi là những cái mảnh nhỏ để làm mình tạo hình, thì cái độ biến đổi nó sẽ ít bị gây ra cong vẹo. Còn đối với các chất liệu sụn ở các vị trí khác như sụn vành tai hoặc là sụn vách ngăn thì cái khối lượng đấy nó không đủ để bù cho toàn bộ cái khối lượng của cái sống mũi, và chúng tôi thường sử dụng như thế cho vùng đầu mũi hoặc vùng trụ mũi. Thưa bác sĩ, cũng có không ít những chị em mà họ muốn là tháo cái sụn khi mà chúng ta đã nâng mũi. Vậy thì cái việc mà tháo sụn đấy thì nó có ảnh hưởng tới cái cấu trúc của mũi hay không? Và chúng ta nên tháo trong cái tình huống như thế nào? Chất liệu tự thân thì cái độ bám dính nó cũng sẽ bám dính tốt hơn, nhưng khi tháo ra thì cái sự thay đổi nếu chúng ta ở tháo đúng thời điểm giai đoạn thì nó cũng không có biến đổi gì đáng kể. Còn lại đối với các chất liệu nhân tạo mà khi chúng ta tháo ra thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta đặt được vào thì chúng ta cũng có thể tháo được ra. Nhưng tuy nhiên với các chất liệu đấy là khi chưa gây ra các tai biến và biến chứng gì thì nó mới không gây ra biến dạng và ảnh hưởng đến cái cấu trúc mũi. Không ít chị em thì lựa chọn cái phương pháp mà nâng mũi theo như cái xu thế, theo như trào lưu, chẳng hạn như hiện nay là nâng mũi theo như cái xu thế là mũi châu Âu, tức là mũi châu Âu thì rất là cao
Vậy thì nó có phù hợp với cái vẻ đẹp của người Việt Nam hay không? Với quan điểm của tôi, khi làm mũi thì đẹp, cái đẹp thì quan trọng nhất là cái độ hài hòa. Vì một cái mũi rất cao, rất đẹp nhưng trên đường gương mặt châu Á chưa chắc đã phải là cái mũi đẹp. Thế thì cái việc đấy, chính vì vậy các bạn cần phải đến các bác sĩ chuyên khoa thì sẽ có một cái tư vấn để đảm bảo làm sao đẹp mà vẫn an toàn, chứ không phải đẹp bằng mọi giá. Vì khi các bạn dùng cái khối lượng quá lớn và quá nhiều thì nó cũng sẽ là những cái nguyên nhân gây ra tai biến, rủi ro của cái đào thải chất liệu và gây ra các cái biến chứng, biến dạng của các cái vùng tạo hình, vùng mũi tạo hình. Thưa bác sĩ có lời khuyên gì trong cái bối cảnh mà hiện nay là làm mũi theo trào lưu châu Âu? Vậy thì cái việc làm mũi theo cái trào lưu châu Âu đấy, nó thực sự nó có phù hợp với người Việt Nam hay không? Phẫu thuật nâng mũi thì đối với cả các bác sĩ thì nó cũng là một cái phẫu thuật ở dạng tiểu phẫu đến trung phẫu. Do vậy các bạn chỉ cần đến các cơ sở y tế và có đúng chuyên khoa, chuyên ngành thì các bạn có thể thực hiện được các kỹ thuật này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Xin cảm ơn những thông tin hữu ích mà bác sĩ đã cung cấp tới với khán giả của kênh truyền hình VOV. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người cao tuổi, đặc biệt những người ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, họ rất ít khi nghĩ đến việc thăm khám, chăm sóc mắt thường xuyên để có đôi mắt khỏe. Chỉ khi tình trạng của đôi mắt có nhiều chuyển biến xấu, thậm chí trở nặng thì họ mới tìm đến các bác sĩ. Vì vậy, các hoạt động khám bệnh, tư vấn, chăm sóc mắt miễn phí đang rất thiết thực đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cơ hội để họ giữ gìn đôi mắt sáng, sống an vui với gia đình. Đối với những người nông dân như ông Hoàng Đình Muội, khám mắt định kỳ dường như là một cụm từ khá xa lạ. Dù đôi mắt của ông đã mờ khá lâu, tình trạng mắt bị khô cũng diễn ra thường xuyên, nhưng ông cũng như nhiều người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng quê đều cho rằng vẫn còn nhìn được, nghĩa là không cần phải chữa trị vì sợ tốn kém. Thế nên, các chương trình khám mắt miễn phí này đối với nhiều người cao tuổi còn nhiều lo lắng về kinh tế như một món quà rất ý nghĩa đối với họ. Như nông dân chúng tôi thì già rồi, thì coi thế là thôi, nhờ coi thế là bệnh viện, nhờ nhân viên ở bệnh viện rất là có ý nghĩa với chúng tôi. Tuổi già của tôi bị từ 2016 là cắt cầu lông côm hai mắt, nhưng mà giờ nó nhỏ, anh ống nhỏ nhưng mà coi thế là nó mờ. Vượt một quãng đường xa đi khám mắt, những người nông dân nghèo này không quản ngại. Ở quê họ, các trạm xá còn sơ sài, trang thiết bị và chuyên môn không đủ, nên khi được tiếp cận với trang thiết bị hiện đại, được các bác sĩ mà họ gọi là ở thủ đô khám và tư vấn cho, họ rất phấn khởi và yên tâm. Nhiều bệnh về mắt phổ biến của người già đã được bác sĩ thăm khám. Có những triệu chứng chỉ cần dùng thuốc, và những người nông dân này cũng được hỗ trợ một số loại thuốc có những bệnh nặng hơn. Các bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị. Có một đôi mắt sáng làm cho tuổi già của những người khó khăn này thêm an vui. Quả là tôi cũng không nghĩ là có chuyện thế này đâu. Tôi nghĩ chắc nó cũng đơn giản thế mà ai vào cũng... Ngày xưa là không dám mon men đâu. Chắc là nhiều tiền. Miễn phí thì tốt quá. Bao nhiêu người cần. Sẽ có các bác sĩ và các điều dưỡng đến khám và sàng lọc phát hiện sớm những cái bệnh và có những cái khuyến cáo phù hợp. Những người mà có những cái bệnh lý mà cần phải theo dõi, những bệnh mà tiềm ẩn nguy cơ mù lòa thì chúng tôi có những cái đội cung cấp thông tin và hướng dẫn cho bệnh nhân để mà các bác ấy được có cái chăm sóc mắt kịp thời, tránh các cái biến chứng mù lòa. Những hoạt động khám, tư vấn mắt miễn phí dành cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn như thế này là một hoạt động ý nghĩa. Bởi nhiều người, dù không có điều kiện, nhưng vẫn tiếp cận với các phương pháp chăm sóc mắt cần thiết và hiện đại. Nhờ đó, họ sẽ có đôi mắt sáng, góp phần tạo thêm niềm vui cho cuộc sống bên gia đình, con cháu. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Y tế và Sức khỏe Cộng đồng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.